Chào các bạn, Duy Quang nè. Xin chào đến với video về FIFA 19 đầu tiên trên kênh của mình. Mình đã cập nhật rất là nhiều thông tin về FIFA 19 trong khoảng thời gian gần đây rồi, vì nó sắp ra mắt vào tháng cuối tháng 9 tiếp theo đấy. Mình đã có link cái blog của mình ở phần description. Mọi thông tin đều được update ở đó, các bạn có thể vào để cập nhật bất kỳ thông tin gì. Còn riêng về cái clip đây thì đây là clip đầu tiên mình làm về chương trình này. Thì mình nghĩ là mình sẽ bắt đầu với việc liệt kê một vài cầu thủ mà mình nghĩ là sẽ lên 5 sao ở trong phiên bản FIFA 19 tới đây. Những cầu thủ trong clip này thì mình nghĩ là rất là thích hợp để đưa vào đội hình khi mà mình mới tạo dựng cái giai đoạn đầu tiên của giải của mình. Nếu như có bất kỳ thắc mắc gì thì hãy để lại phần comment và hãy nút like để làm một thước đo đánh giá sự thành công của chương trình này nhé. Đừng quên subscribe để không bỏ lỡ các tập nào. Được rồi, bây giờ thì hãy bắt tay vào vụ chính của chúng ta ngày hôm nay với cầu thủ đầu tiên, một người Argentina 5 sao đã xuất hiện trước đây rồi. Tên của ông là Fernando Belucci. Chơi ở giải vô địch Argentina, ổng khá là già rồi đấy, 34 tuổi thì chắc cũng sớm giải nghệ thôi. Theo như wiki thì mình thấy ổng còn chơi giải Thổ Nhĩ Kỳ nữa. Lượng fan của ông ở Thổ Nhĩ Kỳ không phải là ít đâu, vì ông này thuộc top kỹ thuật cao đó. Và trong FIFA 19 thì ông được đánh giá 5 sao kỹ thuật sớm muộn thôi, vì các phiên bản trước cũng thế mà. Cụ thể là từ FIFA 11 là ông đã 5 sao khi thi đấu cho Porto rồi. Mình nghĩ đó không chỉ là lý do duy nhất giúp ổng góp mặt trong cái list mình đưa ra, tại vì còn có World Cup Mode cũng được cập nhật mới đây, có ổng nữa. Tiếc là FIFA đã loại bỏ, à, mình xin lỗi, tiếc là EA đã loại bỏ nó ra những phút cuối mà mình không rõ lý do. Ông này thì chỉ số là 80, tiền đạo trung tâm, điểm pace của ổng là 70 thì nhìn tổng thể không quá tồi. Mình nghĩ có thể sử dụng ổng ở đội hình mới tạo khá chắc chắn. Một sự lựa chọn tiếp theo từ Argentina đó là Ricardo Centurion. Cũng đang chơi ở Argentina, anh bạn này mới 24 tuổi thôi. Chỉ số cho thấy anh này khá là nhanh, 87 pace, 81 dribbling, bù lại thì sút có 66. Khá ổn cho vị trí tiền vệ cánh trái, mặc dù anh này thuận chân phải. Mình cũng đề nghị cho anh này cho đội hình khởi đầu. Ở FIFA 18 thì anh này ở 5 sao được cách đây vài tháng, mà thường thì mấy ông mà được nâng cấp cuối mùa phiên bản trước ấy, thì sang phiên bản sau ấy, sẽ giữ nguyên chỉ số đó. Tức là EA thì nó thường làm đúng với những cái gọi là thương hiệu của họ từ xưa tới giờ, cho nên mình nghĩ là anh bạn này sớm muộn gì cũng 5 sao thôi. Giờ đến với Memphis Depay, thần đồng bóng đá Pháp một vài năm trước đây luôn đó nhé. Mình rất thích phong cách thi đấu của anh bạn này ngoài đời. Đã từng là fan, Depay chơi một mùa giải tuyệt vời cho Lyon ở mùa trước. Anh được giới truyền thông FIFA quan tâm cũng nhiều và chỉ số của anh cũng ấn tượng nữa. Mình nghĩ là sẽ được nâng cấp, là một cầu thủ đẳng cấp ở ngoài đời thực, là lên 5 sao trong FIFA 18 rồi. Và ngay khi được hỏi cầu thủ Pháp nào sẽ mang 5 sao trong FIFA 19 thì mình nghĩ ngay tới Memphis Depay. Khá là buồn khi mình nghĩ tới Mbappé sau đấy. Đây là dự đoán tiếp theo về cầu thủ lên 5 sao của mình, Diogo Souza chơi cho Sao Paulo. Chắc các bạn cũng biết lùm xùm mấy năm trước giữa EA và giải đấu của Brazil. Mãi đến FIFA 18 thì giải Brazil mới được cho vào game, nhưng mà cũng không chính thức cho lắm. Nên khi FIFA 19 mang lại giải Brazil một cách hoàn hảo thì đó là một thay đổi cực kỳ lớn. Rất ấn tượng vì dân chúng của chúng ta cũng fan Brazil nhiều. Mà tại sao khi được hỏi là cầu thủ Brazil được chọn 5 sao lại là Souza đối với mình ấy? Câu trả lời là đang ở trong World Cup Mode nè, có khả năng đã lên 5 sao rồi. Còn các cầu thủ Brazil tiềm năng khác thì đang thi đấu ở các giải lớn hơn. Cái điều quan trọng ở đây là Brazil League vừa mới trở lại, cho nên EA cần một cái cú hích thương hiệu. Nên mình nghĩ Souza là một sự lựa chọn rất là hợp lý. Mặc dù gương mặt của Souza không quen thuộc cho lắm, nhưng mà bộ chỉ số khá chấp nhận được chứ bộ. Cũng vừa đủ để xây dựng đội hình ban đầu rồi đấy. Trước đây là FIFA 11, 12, 13 thì skill của ông này cũng thuộc loại cao nữa. Tạm dừng ở đây với bốn anh bạn này trước đi. Hãy nhớ để lại comment nếu có bất kỳ thắc mắc gì và góp ý cho mình về clip tiếp theo nhé. Đừng quên like và subscribe vì đó chính là động lực để tụi mình ra clip tiếp theo. Tạm biệt và hẹn gặp lại.